không chê tranh bạn kế bên xấu. Càng không chê tranh bạn kế bên xấu. Tự hoàn thành bức tranh của mình. Tự hoàn thành bức tranh của mình. Và không uống nhầm nước rửa cỏ. Và không uống nhầm nước rửa cỏ. Xin hứa, xin hứa. Xin hứa, xin hứa. Đây là không khí một buổi hướng dẫn vẽ tranh thư giãn tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào những ngày cuối tuần, nơi đây tập trung rất đông học viên tham gia lớp vẽ với mong muốn tự tay vẽ nên bức tranh mình yêu thích. Nghệ thuật giúp con người thể hiện góc nhìn cuộc sống và vẽ tranh là loại hình nghệ thuật giải phóng cảm xúc, suy nghĩ bằng sự chậm rãi và khéo léo trong từng nét cọ. Vẽ tranh trải nghiệm là sự kiện nghệ thuật dành cho mọi lứa tuổi, mọi đối tượng, từ chuyên đến không chuyên. Đây cũng là không gian cho người tham gia đến giao lưu, thư giãn và lấy cảm hứng từ hoạt động sáng tạo này. Điều đặc biệt của loại nghệ thuật này là của cái trải nghiệm của các anh chị ấy, thì là nó có thể giúp các bạn phá vỡ được cái định kiến của các bạn ý về cái việc là mình có thể làm được hay mình không thể làm được. Thì chị muốn là qua cái hoạt động này thì nó mở ra được cho các bạn ý một cái cánh cửa mới để biết được là cái trình độ của mình đến đâu, mình có thật sự yêu thích cái việc đấy không, để các bạn ý biết là cái cuộc sống này thì nó có rất nhiều điều mà mình có thể trải nghiệm. Chỉ trong 3 tiếng, các họa sĩ hướng dẫn người tham gia, dù đã biết hay không biết vẽ, đều có thể vẽ được một bức tranh treo tường hoàn chỉnh. Đứng trước một tác phẩm, mỗi người có những góc nhìn, suy nghĩ và cảm nhận khác nhau. Thưởng thức hay sáng tạo nghệ thuật còn giúp chúng ta tích cực hơn trong cuộc sống. Đồng thời, đó là hình thức thiền, mở mang tâm trí và kích thích sự sáng tạo trong công việc. Hoạt động này nhằm truyền cảm hứng sống và đem lại niềm vui cho mỗi người tham gia. Đây là dịp để bản thân có những trải nghiệm sáng tạo và vui chơi khi cầm gọ, thay vì việc sử dụng điện thoại hay ngồi hàng quán cuối tuần. Đây là lần thứ 2 mình đến với lại Tipsy Art. Lần đầu tiên mình đến với Tipsy Art là được biết qua sắc tành. Và mình thấy nó rất là thú vị. Mình không nghĩ là người không biết gì về vẽ như mình từ nhỏ đến lớn mà có thể tự tay đến đây hoàn thành một bức tranh rất là đẹp. Đối với mình thôi nha. Hôm nay cũng là rất là vui khi được đến đây trải nghiệm lần thứ hai. Đây là lần thứ tư năm thì chị tham gia cái lớp học này. Trước đó là chị biết là có một người bạn thôi, mình thấy một người bạn đó là đi Hà Nội đó, xong rồi cái mình mới tìm hiểu là ở trong khu này nó có không, thì may mắn là mọi người đăng ký á là nó đã có cái loại hình này ở Hồ Chí Minh rồi, thì chị đăng ký, thì đây là thứ ba thứ tư thì chị tham gia đây. Thật ra là tại vì chị cũng là con người theo khuynh hướng nghệ thuật á, cho nên là cũng thích vẽ vời và các thứ, mà mình bỏ lâu lắm rồi thì mình mới đến đây để khi mình hướng dẫn giống như là rồi bên cạnh đó mình giải tỏa stress, xong cái tuần là bị căng thẳng. Là lần đầu tiên vẽ thì đâu đó khi mà bắt đầu vẽ thì mình cũng cảm thấy là hơi run tay và sợ cái màu mình pha nó đậm nhạt, nó không đúng theo cái bố cục hay là tỷ lệ của bức tranh, tức là mình lo lắng. Nhưng mà dần dần thì anh chị ở đây cũng diễn rất là nhiệt tình, thì dần dần mình có một tự tin và mình có thể thể hiện. Thì là cái hoạt động của chị thì nó không hướng tới một cái đối tượng nào cụ thể. Kể cả các bạn trầm cảm như thế, chị nghĩ là các bạn trầm cảm cũng là những cái bạn mà có thể hòa đồng như là tất cả mọi người đến tham gia cái hoạt động của bên chị ở đây. Thì cái mà chị nghĩ là cái hoạt động này có thể giúp ích được cho các bạn ấy là các bạn ý nghĩ là có nhiều thứ mình có thể làm được hơn trong cuộc sống này, có nhiều điều mình cần được trải nghiệm hơn trong cuộc sống này và có nhiều cái cảm xúc từ những cái trải nghiệm đấy cho mình hơn. Thì các bạn ý sẽ, chị mong là các bạn ý sẽ cảm thấy là có gắn kết với cả cuộc sống này hơn. Chị Bùi Thu Ngân, đồng sáng lập sự kiện vẽ tranh cộng đồng, cũng dành lời khuyên cho các bạn trẻ khi đứng trước những giới hạn thì đừng ngần ngại mà hãy đối mặt và vượt qua nỗi sợ. Chỉ như thế, bản thân mới tìm ra con đường phù hợp mình cần phải đi.